Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Nghĩa tử chưa phải là nghĩa tận. Sau khi Cộng sản dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam với sự trợ giúp của hai nước đàn Anh, Nga, Tàu, thì chúng đã hung hăng không những chỉ trả thù người sống mà sự thù hận của chúng đối với người chết cũng hung hăng không kém. Ví dụ như là Nghĩa trang Biên Hòa, nơi yên nghỉ của hơn 16.000 tử sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị chúng âm mưu san bằng sau khi giật sập bức tượng thương tiếc ngay trước nghĩa trang. Chứ hả làm thù hận, chúng lại dùng súng, dao, đinh nhọn để mà gạch hoặc là đập phá những hình ảnh trên mộ bia, phóng uế bừa bãi lên những mộ phần của người chết. Chúng lại giả mang dùng hình thức bỏ tù kẻ chết bằng cách là biệt lập nghĩa trang, không cho thân nhân hay bất cứ ai vào tảo mộ hoặc là dãy cỏ. Có dại mọc tùm vì gạch lót sân đã bị chúng đào về nhà để làm gạch lót sân của chúng. Trâu bò tha hồ vào ăn cỏ trên những nấm mộ bị đào xới hoang tàn. Chúng còn trồng cây khắp nghĩa trang và kiến khắp đền tử sĩ với mục đích là cho rễ cây ăn sâu vào các mộ phần để cho linh hồn người chết bị đau đớn hơn. Đối với mộ phần của người lính miền Nam, chúng đối xử tàn tệ đã đành. Nhưng với quân lính của họ, những kẻ đã hy sinh nơi chiến trường biên giới mà Tàu Cộng lúc đó gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Tuy rằng chúng không có đào mộ xới mã như là Nghĩa trang Biên Hòa, nhưng chúng cũng bỏ lơ, trong khi nghĩa trang của cái gọi là liệt sĩ Trung Quốc được dựng lên ở Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, v.v. thì được nhà nước chăm sóc, tu sửa một cách trang trọng. Và dĩ nhiên chúng không có trồng một loại cây rừng nào, lại còn khắc ghi hàng chữ trên mộ bia của quân thù đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc. Mới đây Trung Cộng ca ngợi Việt Nam chăm sóc tốt mộ phần của liệt sĩ của họ đã hy sinh giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ. Nhưng một phái đoàn có Đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội và nhiều tổ chức khác của Tàu, có cả phái đoàn của Việt Nam đến đặt vòng hoa về viếng mộ liệt sĩ Trung Cộng. Để kể công thì truyền thông của sứ quán Tàu nói rằng nhiều binh sĩ Trung Cộng đã giúp cho Việt Nam trong hai cuộc chiến chống Mỹ và chống Pháp và theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Với thành tích rước voi về giày Mã Tổ, cho nên sau chiến thắng gọi là giải phóng miền Nam thì Lê Duẩn đã nói một câu để đời: ta đánh Mỹ là đánh cho Nga và đánh cho Trung Cộng. Điều đó cho thấy không phải vì lý tưởng dân tộc mà chúng xâm lấn miền Nam. Việt Cộng sợ Tàu Cộng đến nỗi khi Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam một lần nữa trên quần đảo Trường Sa năm 1988, chúng đã ra lệnh cho binh sĩ không được chống trả trở lại, cho nên những binh sĩ của Việt Nam đã trở thành những tấm bia thịt cho lính Tàu tàn sát một cách dã man. Và khi dân chúng làm lễ tưởng niệm binh lính bỏ mình trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 với buổi tưởng niệm 64 binh lính Hải quân Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trong trận gạt ma Trường Sa, chúng đã tìm đủ mọi cách để cản trở. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Cộng lên tiếng ban khen cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà cách đây 2 năm báo chí của Trung Cộng cũng đã viết về Việt Nam mãi mãi biết ơn các liệt sĩ Trung Quốc đã tử trận trong trận chiến tranh Việt Nam và ghi công lao của những người đã chăm sóc những nghĩa trang của liệt sĩ Trung Quốc. Thưa quý vị, và những tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Từ trên xuống dưới như là Phùng Quang Thanh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Phú Trọng và Văn Nô Chế Lan Viên đã viết rằng: Bác Mao không ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao. Từ cổ chí kim chưa có một quốc gia nào trên thế giới lại ngu si đần độn như chế độ Cộng sản. Họ chăm lo cái phần mộ của giặc thù mà lại lãng quên chính binh lính bộ đội của họ, đừng nói chi đến bia mộ của người lính miền Nam. Ông bà ta có câu: sống cái nhà thác cái mộ, nhưng dưới chế độ Cộng sản, người sống thì bị chúng đoạt nhà, người chết thì bị chúng đoạt mộ. Nhân bản đạo đức đã đội nón ra đi kể từ tháng 4 năm 1975. Nghĩa tử không còn là nghĩa tận, mà nghĩa tử chính chúng dùng để là bất tận trả thù. Đó là chế độ Cộng sản. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.